đứa bé nhỏ này. Nhưng Đức hỏi vì sao con phát tâm con đi tu? Con không sợ. Người ta nói rằng con chưa phụng dưỡng cha mẹ con mà con đi tu. Nó là cha mẹ con ở nhà còn khỏe, bây giờ con vô chùa con tu để con gầy dựng ở trong ngôi nhà Tam Bảo. Nó, rồi mai mốt cha mẹ con khi yếu đủ duyên con đưa cha mẹ con vô để con phụng dưỡng. Mà trước nhất là con thấy cha mẹ con cho con cái thân này là con phục vụ cho bao nhiêu người. Con cùng chung tay với quý thầy, quý cô trong chùa để mà phục vụ cho chúng sanh. Con thấy là con mang cái thân của cha, của mẹ mà con làm việc này là con thấy nó quá ý nghĩa rồi. Còn bây giờ cha con chưa có đồng ý cho con đi, nhưng mà con nói với cha con câu gì nè: cha ơi, cha thì cho con cái thân này, nhưng cha không có bảo quản cuộc đời của con hoài được đâu. Thí dụ như bây giờ cha kêu con ở nhà là mục tiêu cha nghĩ rằng con phải có gia đình để có sự nghiệp. Nhưng con xin hỏi cha là cha với mẹ lấy nhau mấy chục năm nay vì cái sự nghiệp gì mà cha mẹ sống với nhau mấy chục năm nay, là sanh con rồi có sự nghiệp, chỉ có mình con thôi à. Bây giờ sự nghiệp hoài mà cha mẹ cũng chưa biết đủ, mà con thấy cha mẹ cũng khổ nữa. Mà vì con nhìn cái sự nghiệp của cha mẹ nó không có an lạc vui bằng sự nghiệp của Đức Thích Ca Mâu Ni, nên con muốn đi theo con đường của Phật, nên con bây giờ đi học Phật. Thấy không? Cái góc độ mình sẽ cực kỳ sâu, chứ đừng có bị một hai câu người ta nói là mình không đi. Cái con đường chọn lựa của mình là nó phải cực kỳ mạnh. Chọn là mình phải nhắm được mục tiêu rồi, mà nhắm mục tiêu mình làm cho tới mục tiêu nó đúng. Phải chi mà mình mang cái thân của cha mẹ cho này mà mình đi giết người, mình đi ăn cướp, mình đi ôm gà đi đá, đá gà, mình đi cá độ đá banh, mình đi đua xe, mình đi quýt bốc. Thấy không? Cái việc này mình mang cái thân của cha mẹ cho mình đi làm sai, có tội. Nhưng bây giờ mình mang cái thân của cha mẹ cho mà mình đi làm thiện. Nói giờ tất cả quý thầy làm việc thiện gì giúp nuôi các cụ già, rồi quý cô nấu ăn với các cụ già, quý chú phụ vợ, thấy không? Toàn là mình mang cái thân của cha mẹ cho mình làm việc ý nghĩa không à. Vậy thì con đường này mình đi được rồi. Còn một ngày nào cha mẹ chịu vô thì con lo, còn cha mẹ không vô thì thôi. Chứ sao giờ? Từ nơi đó cái tâm mình mà đi tu mà vậy là mình tu tốt, chắc chắn 100%. Cái nguyên lý này mình phải hiểu nghe. Nên mình ở trong chùa, mình ở yên ở trong chùa, mình luyện cái tâm, liền cái tâm cho nó an lạc, an lạc. Nên những Đức thấy chỉ có một câu vật hiệu mà những Đức thấy lợi ích. Đời của mình đi tu thấy lợi ích quá trời luôn. Bây giờ sống những ngày tháng ý nghĩa mà các anh em, rồi các sư cô, các chú, các cụ thấy rõ ràng. Chùa mình đông gì mà ngày nào mình cũng vui, mình cũng cười. Rồi quay phim lên gì bữa nay đèn đuốc bắt sáng, nhìn các cụ đẹp tờ, ô nó đẹp gì đâu. Chưa, đèn đuốc quay gì đâu mà cụ nay quá đẹp. Thấy không? Ở nhà văn hóa bữa nay bển cũng bắt đèn sáng đẹp vô cùng. Nên Phật tử cái chuyến này lễ với ông Âm đến đây đi quay phim nó đẹp, trời ơi đẹp. Thấy chưa? Nên quý vị biết ngồi ở đây nghe Quang Minh phổ chiếu, vì mình đang tán thán bổn nguyện Di Đà, nên bổn nguyện Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Mà người ngồi ở đây là niệm Phật, Quang Minh phổ chiếu bao trùm quý vị. Nên quý vị đang sống trong Quang Minh mát mẻ, thoải mái, nên gương mặt sáng. Quay phim gà, ồ, con cái nhà nó coi nó kia mẹ kìa, ồ bà nè đẹp ghê nghe được nha, được không? Từ nãy mà tiếng thích liền à. Đó thì nhớ một đời con người đi qua mau lắm quý vị, mấy chục năm ngắn ngủi qua mau lắm, mau cấp kỳ lấy quay rồi già gâu ghía gâu ghía tập lung. Nên từ nơi đó mà lấy quay già lụm cụm rồi. Nên bản thân chúng ta bây giờ phải nuôi dưỡng một cái tâm giải thoát. Phải nuôi dưỡng cái tâm giải thoát, vì con người đến với cuộc đời này nó đâu phải chết là hết đâu. Đâu phải là chết là hết đâu chàng. Có nhiều người ta là lạ lắm, người ta lại chọn cái con đường kỳ cục lắm. Tôi thoát ra à. Tại vì sao? Bây giờ bản thân mình phải làm sao tốt để mình biết ông bà cha mẹ mình đang ở đâu để mình độ kìa. Có một cái chú này, ông đến gặp Như Đức nói một câu: dạ thưa thầy, con nhờ nghe thầy giảng pháp mà con thông được cái tâm. Lúc trước có thầy, con cứ nghĩ rằng bây giờ con ở nhà mồ mả ông bà con chăm sóc lo lắng, rồi thờ cúng ông bà mỗi ngày cơm nước này kia. Con sợ con đi tu đây rồi ông bà con đói, mồ mả không ai chăm rồi sao đấy. Khi con nghe thầy giảng pháp xong con thông cái tâm nó luôn, thầy ơi thầy, tao là tao
Cuối cùng bây giờ con chăm rồi mai mốt con cũng vô cái mộ này rồi tiếp tục con nó chăm. Rồi từng đời nó cứ chăm như vậy mà chăm cái gì? Bây giờ quý vị đào cái mộ lên quý vị coi trong cái mộ cái gì? Vài chục năm sau là cái mộ này nó ra đất ra cho. Quý vị coi cuối cùng mình đi nặng vào cái chỗ đó để mà cả đời của người cứ từng đời mà dính vào chỗ đó vậy đó. Thật sự mà nói cái pháp này là cái pháp nhân sinh thì nó không có sai. Cái pháp nhân sinh, cái chữ hiếu thì không có sai đâu. Nhưng mà mình phải hiếu làm sao mà mình nhìn ra kìa. Hiếu là khi cha mẹ còn sống, mình quan tâm, mình lo lắng hết lòng hết dạ. Hiểu chưa? Dù cho cha mẹ của mình ăn chay, cha mẹ mình có ăn mặn, ăn thịt, uống bia, thì bản thân mình phụng dưỡng, vẫn là phải phụng dưỡng. Cái chuyện này là bổn phận làm con, mình phải làm. Tại vì cha mẹ mình chưa có tu, còn cái chuyện phụng dưỡng cha mẹ là phụng dưỡng à. Quý vị hỏi bây giờ con ăn chay, con niệm Phật, con phóng sanh, mà bây giờ ba của con ổng lại ăn mặn, con mua thịt về con làm cho ba con ăn, con có tội không thầy? Không. Vì cha mình, sanh mình, cái thân mình đang có đây là có của cha, có của mẹ. Mình làm cho cha mẹ mình ăn, còn bản thân mình ăn chay là ăn chay của mình, còn mình phụng dưỡng cha mẹ mình. Còn có anh chị em hay có người nấu giùm thì để cho người ta nấu, mình bỏ tiền ra cho người ta nấu. Phụng dưỡng cha mẹ là cái việc làm có sai. Đó là lúc cha mẹ còn sống, phụng dưỡng cha mẹ, lo cho cha mẹ từng chút đàng hoàng khi mình ở ngoài đời. Nhiệt tình hết mình lo, với tròn trách nhiệm làm con. Rồi mình đem vào các mình giới thiệu cho cha mẹ từ từ. Cha mẹ tiếp nhận được thì tốt, không tiếp nhận thì tùy cha mẹ. Chúng ta không có ép buộc cha mẹ của mình. Cái bổn phận mình thì mình lo mình tu cho thật là tốt thôi. Đó là lúc còn sống phụng dưỡng gì sắc thân. Còn nuôi dưỡng được cái tâm giải thoát thì nó quá tốt. Còn khi ông bà cha mẹ chết đi thì trong cái thời cuộc này đi thiêu là tốt nhất. Vì sao? Vì cái thời cuộc này người sanh đắc không sanh. Mình chôn đây rồi mai mốt người ta mở khu dân cư này nọ, rồi ta ủi mộ phần, người ta sắp xếp lại hết. Tại vì người sanh đắc không sanh, tương lai con người sẽ đông, đắc sẽ chặt lại, nên người ta sẽ mở ra khu dân cư để đắc từng khung cho ở, chứ đâu phải mình để rộng rãi đắc hoài đâu. Nên từ nơi đó sau này mộ phần phiền phức. Nên Phật đã nhìn được cái thời cuộc sau này. Nên Đức Phật khi còn tại thế, Ngài đưa lên cái tiêu chuẩn là bản thân của Ngài làm mẫu là đi thiêu. Thiêu cát bụi trả về cho cát bụi. Đó. Nên có những người nói vậy nè: dạ thưa thầy, con cũng nghe thầy nói con cũng thích thiêu, mà con sợ thiêu nó nóng. Nói bây giờ còn sống thì nó mới nóng, nhưng mà chết rồi còn giống ôn gì đâu nóng. Hiểu không? Cái thân này ai muốn luyện đâu luyện, nóng cái gì? Hiểu chưa? Nó nên những đức nói cái chữ hiếu là lúc cha mẹ còn sống hiếu. Cái bản thân mình cho cha mẹ ăn uống đầy đủ, cho cha mẹ bận đồ đẹp, nhà đẹp. Cái hiếu này của quý vị chỉ có 30%. Còn cái hiếu mà nội tâm cho cha mẹ vui tới 70%. Quý vị biết rằng dưỡng tâm nó còn đạt gấp bao nhiêu phần hơn dưỡng thân. Muốn thân tốt thì trước nhất tâm phải tốt. Còn bây giờ cho ăn ngon mặc đẹp, nhưng cha mẹ lại buồn rầu, dù có ăn nhiều bây giờ thì chăng nữa cũng sơ sát. Nên cái phụng dưỡng hiện đời mà báo hiếu cho cha mẹ biết tu nữa thì quá hay. Nên mình đi vô chùa là cha mẹ mình cơ hội đi vô chùa từ từ. Giống như bây giờ ông chú gì ba ông ngồi nè, chú Dự, ông vô đây tu, ông ba vô đây tu. Ba chú Dự là giống ngài Hư Văn hồi xưa, râu tóc đồ bạc phơ. Nên từ nơi đó thấy chưa, ông ngồi ông có râu ria rồi ông ngồi nghe pháp ngon lành. Chú Dự vô đây tu, ba vô đây tu. Mà thêm hình như là một cái chú với hợm có tặc mà gỡ bên kia, một thêm một chú nữa thấy chưa. Là chú Dự ở đây là có mấy người vô chùa tu rồi đó. Rồi bà con chòm sớm lâu lâu thì vô đây tu nữa thấy chưa. Đó. Nên từ nơi đó mà từ từ ba chú Dự ông đủ duyên, ông vô chùa. Ở lúc đó chú Dự liền phụng dưỡng cha nữa. Gặp mà ông Dự ông ngoài đời ông có vợ, ông lo cho vợ ông chưa chắc. Trời ơi, có nhiều người bây giờ người ta có vợ, người ta lo cực khổ, ta đâu có lo phụng dưỡng cha mẹ được đâu. Mình nay nuôi bao nhiêu người già mình nhìn thấy rõ ràng mà. Nên từ nơi đó mà những đức nói rằng là còn sống thì nhiệt tình mình lo hết lòng hết dạ, nhưng khi mất rồi đi thiêu vẫn là tốt. Như mấy bà cụ mình bả nhiều tâm nguyện lắm, là cái gì? Khi thiêu xong 49 ngày xong đem ra biển giải. Còn có nhiều bà vừa thiêu xong rải luôn dưới biển, cát bụi trả gì cho cát bụi, không còn cái gì nữa cả. Nó phải re thấy chưa. Nên từ nơi đó mà cái chú kia nói là con nghe thầy giảng từ từ con thông cái tâm, bây giờ con buông được đó thầy. Chứ nếu không tờ ơi, mỗi ngày là con không có tu hành gì đâu thầy,
Cuối cùng con cứ nghĩ là dễ mộ phần, thắp nén nhang cho ông bà. Bây giờ con nghe thầy giảng con hiểu, có khi mình đi vô chùa, ông bà cha mẹ mình còn đi theo mình vô chùa. Tại mỗi ngày mình cứ lo cơm nước cúng ông bà cha mẹ, thì ông bà cha mẹ, nhớ có thiệt nghe, có cái bà mà ở dưới hộ pháp kìa. Cái bà ở dưới hộ pháp đó nghe, bà nghe nè, nghe câu này quan trọng nè. Không? Cái bà ở dưới hộ pháp bà nói, chồng của bà chết. Chồng của bà chết xong, thì cái thằng con trai á, ngày nào nó cũng bớ một chén cơm, kêu ba về ăn cơm. Ba về ăn cơm. Vậy mà từ khi ông chết nghe, ổng không ở trong nhà mà ổng ở cái cây phía sau hè. Ngày nào nó cũng kêu ba về ăn cơm, ba về ăn cơm. Cuối cùng thì kêu ổng, ổng về, ổng hưởng hương vị. Xong, bà vợ ổng thì đi lên chùa mình tu hộ pháp. Xong bà về nhà một cái, ổng báo mộng cho bà gì nè. Bà ơi, từ khi tôi chết tới bây giờ, thằng hai á, bữa nào nó cũng bớ cơm, nó kêu tôi về ăn cơm. Nên tôi dính mắt gia đình, tôi ở ngoài cái cây sau hè. Mà mưa gió lạnh lẽo, tôi khổ quá. Mà ngày nào mà nó đi trễ gì thì tôi chờ nó kêu tôi ăn cơm. Rồi bây giờ tôi khổ quá, bà ơi, thôi bà đi chùa, bà cho tôi đi theo bà đi. Tôi đi lên trên chùa trên. Chứ bây giờ tôi đây mà tôi ngoài gốc cây này ngoài, tôi buồn quá bà ơi bà. Mà tôi kêu tôi nói chuyện với nó không nghe. Nó chơi với vợ con nó không, chứ nó bớt chén cơm, nó kêu tôi về ăn cơm. Bây giờ tôi có ngoài gốc cây quá, tôi khổ quá bà ơi bà. Ghê không? Kinh chưa? Cái kiểu mà mình bớt cơm mình kêu ông bà cha mẹ mình hoài, ông bà cha mẹ mình trên bàn thờ á. Vậy thì mình sao? Mình buông ra, mình đi vô chùa, mình nói ba mẹ ơi, con vô chùa, chùa mát lắm, ngày nào cũng đi thực, theo con vô chồng đi, con cháu tu với chồng, ba mẹ vô trong đó đi, chắc cũng có uy lắm. Tại vì con nó ở trong chùa, còn con vô cái nữa là nhà mình hai ba người ở trong chùa, mấy cái hương linh xa xa chắc nó cũng dám ăn hiếp đâu. Tại vì có người thân ở đây, thấy không? Nó, nên từ nơi đó mình vô đây, ông bà cha mẹ mình chưa siêu, đi theo mình vô đây, chứ làm sao? Chứ ai mà dạy gì ở ngoài mộ ngoài đó? Rồi ai mà dạy gì mà gọi là ở trên bàn thờ đó chứ cho nó buồn? Thì người ta đi theo mình, người ta theo mình ta vô chùa. Vô chùa ta nghe pháp gì nè, ta cởi mở tâm tư, rồi người ta thoải mái, người ta được siêu thoát. Còn nếu như bây giờ mình vậy thì đời mình chết đi cũng tiếp tục con mình nó kêu mình ăn cơm, mình ngồi trên bàn thờ hoài. Rồi cứ tới đời cháu mình đời chắc chí chết, nó không cúng ai cúng cho mình ăn, rồi mình làm cô hồn đói bất vơ bất vượng. Mà đâu phải làm cô hồn hoài, đến khi đến lúc mình phải đi đọa lạc khổ đau. Nên bây giờ mình đi vô chùa mình tu để cho ông bà cha mẹ mình vô chùa tu, để mình mới đổ ông bà cha mẹ mình. Bây giờ ông bà cha mẹ mình đang ngồi tụm lum nghe pháp kìa, nó mình ngồi ở đây, họ đang ngồi ngoài nghe pháp đó, bật đèn lên coi. Ba dự nhìn. Nên từ nơi đó nó bây giờ họ vô đây ngồi nghe pháp thấy không phải giận đâu nghe. Họ nghe gì họ ngồi ngoài đó làm nè. Đúng, thầy giảng đúng quá trời đúng. Thầy giảng vui ghê. Thầy sao gì cũng biết, chịu đựng thấy mà thiệt hay sao. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó mình ở trong chùa tu là mình đổ ông bà cha mẹ mình vô chùa tu. Bây giờ chén cơm cứ ba ăn cơm, cuối cùng ông nói buồn quá chết luôn ngoài cái cây hoài. Buồn ngoài cái cây hoài á. Thấy không? Mình đi vô chùa cho ông bà cha mẹ mà được nương náu tam bảo. Mình ở trong chùa mình vui gì là biết là ông bà cha mẹ mình vô đây sẽ được vui. Mà ngày nào cũng cúng đi thực. Những thịnh đồ. Cúng cho người ta. Từ nơi đó mà người ta ngày nào cũng được cúng. Mà đồ ăn thì phong phú nữa nha. Bánh kẹo, sữa, sồ, lum lá. Hiểu không? Còn ngày Chủ nhật thì nó cúng quá trời luôn. Vui thấy chưa? Từ nơi đó mình đi vô chùa mình tu. Bởi vì những đức nói Phật tử nè, 4 ngày lễ biết Quan Âm Bồ Tát đó nghe. Trước khi mà đi vô đây trước mấy ngày mình thắp nén nhang trước 3 ngày đi. Đi đâu rủ người ta cũng báo trước, chứ không phải người trong chùa muốn đi lôi đi đâu. Họ chấp bằng thờ nặng lắm. Thắp nhang báo là chuyến này đi lên đó 4 ngày pháp hội Quán Thế Âm Bồ Tát tù thắng, nghe thầy giảng pháp niệm Phật,
Đại Quan Âm cúng đĩa thực ngày 2 lần, rồi phóng sanh đem công đức hồi hướng cho ông bà cha mẹ. Thôi ông bà cha mẹ đi với con lên đó, nếu được thì ở vẫn luôn đi, còn nếu mà không được thì về. Mình nói câu á, hương linh là mình phải nói 5 năm, chứ mình đừng có nói đi đi ở vẫn. Không, tao không đi, tao đi thì chết bắt tao vẫn luôn, tao đố tao đi. Hương linh là phải nói 5 năm nghe. Cả con người mà tu ít mình cũng nói 5 năm nữa, chứ đừng có nói quyết định cho người ta. 5 năm á, tùy người ta chọn lựa. Rồi xong á, hương linh ta lên đây nói, tao gì đâu, hồi đó tới giờ ở nhà thấy cái nhà có chút xíu, bây giờ vô đây sao nhà to quá trời to, nhà có thang máy nữa. Hương linh ta vô thang máy ta đi đó nghe, dở đâu. Hương linh vô mình thôi, thấy thang máy mình phái, mình bấm thang máy chạy lên chạy xuống chơi. Có bà già cái bà gặp như thế, con nói công nhận thiệt thầy, trong chùa hay ghê. Con vô cái đó, con kêu cái bà đó bấm chạy cái dù lên lóc nhà. Gì đâu bên này dễ sợ, khỏi cần đi. Phái cái chùa này nó nghe. Thấy không? Thì hương linh cũng vậy. Người ta vô đây, người ta thấy mình đi thang máy, người ta cũng theo mình vô thang máy. Mình bấm, thì chạy chạy xuống, người ta cũng vô, người ta chơi. Nó công nhận cái chùa này ngon thiệt nghe. Thôi, mấy đứa bay về thì tao ở đây. Tao ở đây liền. Thì ngày nào cũng được cúng mà. Bình an nữa, nhà đẹp. Nhà đẹp mà. Thấy không? Hoặc qua Tùng Lâm chơi đồ. Rồi người ta chủ nhật người ta bay qua hộ pháp, ta tu bên đó nữa. Nó tàu ở đây đi chơi sướng ghê. Oh, đó, nên từ đó hương linh người ta có năng lực là ta nghĩ đến đó, người ta đến đó đó. Vậy thì hương linh mà nghĩ Tây Phương Cực Lạc thì dễ về Cực Lạc nhất. Vì mình còn dính cái thân khó nè. Mà hương linh không còn dính cái thân. Bây giờ nương vào bổ nguyện Di Đà đi. Niệm câu Phật hiệu lên là Phật A Di Đà dưới rước cái vèo về Cực Lạc. Có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không già, không bệnh, không chết, vui mãi mãi, không còn khổ đau. Ở đây làm cô hồn chi? Đúng không? Trời ơi, tôi gì mà tôi còn muốn về Cực Lạc đây mà hương linh ở đây. Tôi đây bây giờ là có tiếng tâm rồi, có điều kiện hết này mà tôi còn muốn về Cực Lạc nè. Hương linh có gì không? Suy nghĩ kỹ đi hương linh. Đúng không? Suy nghĩ kỹ đi. Ở đây là cơ hội đó nghe. Đức Phật A Di Đà ngày phát nguyện rằng niệm danh hiệu ta rước. Bây giờ buông xuống cái tâm hận thù, niệm danh hiệu A Di Đà Phật đi. Ngày rước nó trong 4 ngày pháp hội lễ Quan Âm 17, 18, 19, 20. Sắp tới rồi. Bữa nay mùng mấy rồi? Mùng 7. Còn 9 ngày nữa. Nó từ nơi đó Phật tử bây giờ phải nỗ lực lên, phát động phong trào lên, dẫn cả xóm làng đi. Lên đây tôi bao cơm hết chứ, tiền xe mấy người trả. Yeah. Nó lên đây tu đi, trong 4 ngày thì thù thắng lắm, chứ không phải giỡn đâu. Quý vị biết quý vị đang ngồi ở trong đây nghe, không phải đơn giản. Cái người mà ung thư mà đang ngồi ở đây á, là cái tế bào quý vị đang được nuôi dưỡng cái tâm từ bi, làm cho tế bào quý vị sống lại. Quý vị biết nên tại sao mà quay phim lên ai cũng đẹp? Tại vì cái lúc này là cái tế bào quý vị đang tươi mát. Cái người xấu nhất bây giờ như những đức mà quay phim còn đẹp chưa. Nên từ nơi đó mọi vị biết rằng là cái cảm giác từ trường, cái từ trường rồi nó làm cho mình đầy đủ được nguồn năng lượng, khí lực đầy đủ, con người nó hồng hào, thấy không? Lỗ mũi thì như nó bự ra. Không, nên từ nơi đó mà nó vui á, cái niềm vui nó giúp cho mình á là quá giải nghiệp. Cái niềm vui nó giúp cho những tế bào mình lành mạnh tốt đẹp lại. Nên người ung thư mà buồn là nó mau chết, ác đạn lắm, tiêu cực nó mau chết. Nên có nhiều người mà ung thư mà nghe lời những đức là mập lù, nhìn không giống ung thư chút nào, nó không có giống ung thư. Còn cái người ung thư mà buồn bã nghe những đức nói một tuần hai tuần sau thôi, te tua ấm nhơm ấm nhách, xấu xí, thấy không? Nên bây giờ bệnh đau cứ niệm Phật đi, vui vẻ đi, sống một ngày vui một ngày còn hơn là ngày mai chết mà mình ai buồn, thấy không? Bây giờ ví dụ như mình nói mà ngày mai mình chết, bữa nay mình buồn thì ngày mai nó cũng chết. Mà buồn bữa nay ngày mai nó chết nó đi đọa lạc. Bữa nay mình vui mình niệm Phật, ngày mai mình chết mình đi về Cực Lạc. Nói dễ hiểu quá trời không chịu hiểu. Quá dễ hiểu đúng không? Đó. Nên quý vị bây giờ là người nghe đạo, nghe Phật pháp và nghe tuyệt đối sống có buồn nữa. Ngu gì buồn? Sống buồn chi cho nó khổ. Quý vị coi bây giờ mình đang lo âu cái gì, mình đang bực tức cái gì, dù mình thương chồng mình quá nghe. Mà chồng mình nghi ngờ chồng mình nó đang đi đâu, là mình nằm ở nhà mình lăn tới lăn lui mình không có ngủ.
lăn tới lăn lui hoài vậy đó, mấy bà đây biết nè. À, mấy bà ghen ai thử coi, mấy bà nghĩ chồng mà cái này kia thử coi. Hoặc là bây giờ mình thương vợ mình gì đi, là bắt đầu là mình nghĩ vợ mình nó đi không biết nó đi đâu nè, là mình ở nhà mình không có ngủ, mà nó đi chơi đồ này kia đồ gì, mình ở nhà mình không ngủ đâu, mình nằm tới lăn lui lộn lợ, căng thẳng thần kinh rồi phiền não. Rồi nó vừa về tới nhà cái mình nhìn trước nhìn sau, nhìn cái nó có bình thường không, mình tức lên mà. Nó từ nơi đó mà cái tâm đó nó làm cho mình là gọi là tâm bất bình, mà tâm bất bình nó chiêu cảm động đất. Rồi đầu mình săn hẳn lên là làm cho quả đi cầu nóng lên. Mình tham lam, mình chấp nhất, mình nặng nề thì làm cho đất nước nó dâng tràn lên, ngập cả đường phố, trôi cả nhà cửa. Nó là tham thì chiêu cảm nước, mà săn hẳn thì chiêu cảm nóng bức. Còn ngu si thì mình chiêu cảm là gió bão, còn bất bình thì chiêu cảm là động đất. Nên cái nguyên lý của kiếp nạn nhân sinh là do từ tâm con người mà sanh ra. Quy về câu Phật hiệu là nguồn gốc, để hóa giải cái đó thì kiếp nạn nhân sinh tự hóa giải. Không? Thì nghe vậy vị thấy vị tu là quý vị thấy cái lợi ích chưa? Nên cái pháp hội 4 ngày lễ Quan Âm Bồ Tát mà mười mấy 20.000 người mà ta lợi. Tự ơi mình ngồi ở trong đó thôi, bây giờ mình chưa có lại được bao nhiêu, mà mình ngồi thôi mà mình hít không khí thôi cũng ngon. Vậy đó nó thiệt. Bây giờ người ta lại ầm, bây giờ mình lại mà ngước lên. 4 ngày đây Đức nói bị linh ký, mặt mày hồng hào đẹp cho mà thấy. Bây giờ đơn giản thôi, bây giờ ngồi đây mà nghe pháp gì cái tâm trạng nó vui thôi, vui vẻ thôi, thấy mặt đẹp máy phiệt gà. Thấy chưa? Nên từ nha đó mà quý sư cô quý thầy rồi, thấy không, mỗi lần mà quay phim lên tàu bữa nay đèn đuốc bắt ngon lành, quay mấy thầy mấy chú đít, tại vì sợ người ta nhìn ngó. Viết người ta canh mấy thầy mấy chú mình viết khó tu. Quá khứ. Nên tu hành viết quá hảo tướng. Nên từ từ đó vào đó cái tâm nó an lạc, bị ô. Ô. Nên cái tâm mà nó an lạc là tự nhiên tự sanh pháp à. À, quý vị biết những đứa lên nói chuyện cũng suy nghĩ cái gì đâu, ghi chép gì đâu, nãy giờ cho kẹo với đứa nhỏ chơi thôi. Rồi cuối cùng lên giảng pháp ầm, có gì đâu cái cụ. Nó thấy tự tại ghê không? Nó mấy đứa nhỏ ngồi nghe cũng vui. Các con vô đây ngoan, mấy thằng trai nó dễ thương nè. À, mấy thằng này sau này là toàn là trượng phu không? Đầu đội trời, chân đạp đạp đất. Thấy chưa? Bây giờ bây giờ mình được vô chùa mình nghe giáo dục hết rồi, các con trai mình về là bắt đầu là tuyệt đối nghe, nói thật, không nói lời giả dối, không tham lam của ai, có lễ kính. Nó nghèo cho sạch, đất cho thơm, sau này có vợ không có nghe lời vợ mà chửi cha mắng mẹ. Nghe không? Vợ nói đúng thì nghe, nói sai không nghe. Nghe không? Từ nơi đó mình phải làm trượng phu đàng hoàng, còn sau này mà đi tu thì vô đây. Còn có vợ thì kệ tụi bay. Hiểu không? Tùy duyên thôi chứ. Nên mà mình dạy ba cái nguồn gốc đó hoài để cho nó sống cho đặc biệt quý vị. Nên bây giờ các cụ trong chùa mình nghe các cụ tập nghe các cụ. Bây giờ các cụ muốn giảng sanh các cụ phải tập. Trẻ già thì cũng phải tập chỗ này. Tuyệt đối bệnh đau không có uống thuốc. Phải ghen, phải tin là nó không có chết, tại vì thỏa mãn chưa có hết. Hiểu không? Bệnh một chút mà đi tìm thuốc, mai mốt mình đi tìm bác sĩ. Cuối cùng khi cặn tử nghiệp của mình là mình không có gặp Di Đà đâu, mình gặp bác sĩ á. Ở đây là tôi nói trong chùa tôi thôi, còn ai uống thuốc kệ người ta. Chứ chùa có quyền giải chứ. Chùa khuyên ta niệm Phật mà, còn ai bán thuốc kệ người ta chứ. Còn ai muốn đi khám bệnh thì khám, mà tôi nói cái chuyện là sau này nó được cái lợi ích. Có bác sĩ ông ngồi cừ. Nên từ nơi đó nhớ nè, phải gây dựng từ bây giờ. Phải gây dựng từ bây giờ cho cực kỳ mạnh. Nhớ nè, thuốc trị bệnh thỏa mãn chưa hết, thuốc không trị nghiệp. Nhớ. Cái bà kia bà bị ung thư, bà nói rằng chị bà cũng bị ung thư. Chị bà đi trị bệnh, đi xạ trị tá lả âm binh, rụng tóc chuỗi lũi. Bà về bà nói nhờ tao xạ trị mà tao sống.
mà cái đầu có chuỗi lũi, chân mày có ba vàng khè, biết bị cái gì giống như người ngoài hành tinh. Còn cái bà này cũng bị ung thư, bà nghe cho Đức giảng quá, bà cũng không đi trị bệnh luôn, bà cũng sống như bà kia mà tóc bà đen thui. Nhìn bà không ai nghĩ bà ung thư hết chứ, bà vẫn sống bình thường. Bà nói với bà kia, bà thấy tôi không? Thầy giảng rõ ràng, thọ mạng chưa hết không chết, mà tôi bình thường, còn bà thọ mạng chưa hết, trị bệnh cũng không chết, nhưng bà không bình thường. Chọn đi, chọn bình thường. Trời ơi, chọn bình thường không, đây là phương pháp dạy người ta nghe. Còn thế gian thì ta muốn làm sao, chuyện của người ta. Còn cái người tu mình dạy cho người ta để ta nó được lợi ích. Quý vị biết rằng nhà khoa học ông Giang Bổng Thắng người Nhật, người ta nói rằng cơ thể của người mình là 70% là nước. Nước 70%. Khi con người mình nó vui, nó an lạc lên là nước nó sẽ tốt. Nước là có nước liền, không nói gì. Người niệm Phật ước gì có nấy. Vừa nói nước là có nước trước mặt. Những đứa nói vị nghe nghe, cái nước này nó không có đơn giản. Như cái chai nước bình thường, nó ngộ trời, thầy đẹp giả ngộ ghê. Nước thì là nước thôi, gì đâu mà không bình thường. Quý vị nhìn đi, nhìn cho kỹ cái ly nước, mở mắt to ra mà nhìn cái ly nước. Sao nước không bình thường? Quý vị coi trên ly nước này cái gì, có chữ A Di Đà Phật. Người ta làm điều này không phải tự ý đâu, mà người ta đây là người ta có một cái góc độ nhìn mà từ khoa học, chứ không phải giỡn đâu nghe. Nhà khoa học ông Giang Bổng Thắng người Nhật, ông nói rõ ràng, ông thí nghiệm rồi. Ông cắt cái trái bơm ra, ông để vô hai cái hũ, ông dán một bên là chữ cảm ơn, một bên là chữ thấy ghét. Vậy đó mà cái bên chữ thấy ghét cái miếng bơm kia nó đen thui móc tít, còn cái bên cái chữ cảm ơn miếng bơm kia vẫn còn màu vàng. Ông để hai cái lọ cơm, một bên là ông để chữ cảm ơn, một bên là ông để cái chữ là không cảm ơn, thì cái bên cái chữ mà cảm ơn cơm nó vẫn còn trắng, còn cái bên mà cái chữ mà không cảm ơn cơm nó hư luôn. Thì ông thí nghiệm ra thì ông mới nói rằng cái danh từ A Di Đà Phật là thiện nhất. Nếu như hiểu không, nếu như mà để cho nước thấy thì nước này sẽ kết tinh rất là tốt. Nên ông dùng kính hiển vi, ông kết đông nước này là ông dùng cái máy quay phim, ông chụp hình, ông chụp thì ông thấy là nước mà có cái chữ A Di Đà Phật mà cho nước thấy nè là nước kết tinh tốt dữ lắm. Mà nước mà đã kết tinh tốt thì uống vô nó rất là tốt. Thấy chưa? Nước này uống rất là tốt. Nên quý vị ở trong chùa mình mà quý vị uống nước là quý vị khỏe, là vì sao? Vì nước trong chùa mình nghe câu Phật hiệu, và cơ thể mình, máu mình được nghe câu Phật hiệu. Nên vị Đức nói khi mà ngồi chỗ đông người thì bắt niệm Phật lớn nó động nhau, nó đụng nhau. Còn nên mình bắt nhỏ xíu luôn, nhỏ đến mức mà chỉ có lỗ chân lông mình nghe thôi, để ở trong, để tuốt vô trong. Có cái bà kia bà nói, dạ thưa thầy, cái máy niệm Phật có hình thầy, con để thầy vô trong thầy có buồn không? Những Đức nói, tôi bây giờ lạnh lắm, để vô trong tôi phái ấm. Cho người ta lợi ích đi chàng, cái gì mà không được, cái hình thôi á mà. Rồi xong cái bà kia bà nói vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm nói, tờ tôi mà còn tha thứ mà Bồ Tát Quán Thế Âm cái tâm ngài còn lớn gấp 1000 lần tôi. Tôi đây mà còn không chết, làm gì Bồ Tát Quán Thế Âm chết. Nên cái câu Phật hiệu để xuyên suốt, hết pin lấy cái máy khác còn pin, hai cái xây dòng, một ngày để xuyên suốt cho máu mình, lục phủ ngũ tạng nó nghe, ruột gan nó nghe, thì quý vị biết rằng cơ thể vì nó tốt, cực kỳ tốt. Gì? Người ta đã thí nghiệm rồi, nước này nó rất là tốt. Thấy chưa? Nước này rất là tốt. Đó là có chữ A Di Đà Phật. Nên quý vị nên thiết kế cái ly, cái bình phải có chữ A Di Đà Phật, để mỗi ngày mình dùng nước là kết tinh tốt, cơ thể mình uống vào nó rất là tốt, rất là quan trọng, nhớ nghe. Nó thấy không, rất là rõ ràng. Cái này ta nói nhà khoa học rõ ràng mà, thấy không, người ta thí nghiệm rõ ràng hết luôn.
mà ông Giang Bốn Thắng ông nói là danh từ A Di Đà Phật là kết tinh đẹp nhất. Rõ ràng bởi vì mười phương chư Phật tán thán A Di Đà Phật thiện nhất. Thiện là cái tâm quá rộng lớn, cứu độ chúng sanh không có điều kiện, mong chúng sanh về cực lạc an vui, nên cái danh hiệu A Di Đà Phật kết tinh rất là đẹp. Vậy thì con người mà niệm Phật xấu niệm chứ cũng đẹp. Xấu niệm Phật chứ cũng đẹp. Nên mấy thằng con trai mà niệm Phật giết mấy thằng này nó sao nó đẹp trai nó có duyên. Nhưng Đức nói bây giờ mà lé mà niệm Phật giết bây giờ con gái nó cũng theo ào ào. Duyên lạ lắm. Mình nói chuyện người ta thương à. Gặp mình người ta phái thương mình biết sao á. Nó mà niệm Phật giết nghe. Chân thật mà niệm Phật mà vui vẻ mà an lạc với cơ thể của mình, cơ địa thay đổi. Thịt da thay đổi. Cách nay 10 năm về trước thịt những Đức nó dai như con khỉ già. Vậy mà niệm Phật tới bây giờ luôn, bây giờ mà càng về sau bây giờ là 42 tuổi mà thịt da bây giờ càng ngày nó càng mềm xèo như là gái 18. Ok. Rõ ràng chưa? Nó tại vì sao? Vì máu mình nó tốt. 100% nói thì vui, vậy sao 100% luôn á. Nên tất cả mấy đứa con gái mà muốn đẹp nghe, cứ đeo máy niệm Phật suốt đi. Niệm Phật ăn chay phóng sanh, giải trừ được cái nghiệp phá thai. Nhớ. Niệm Phật ăn chay phóng sanh, sau này con gái không bị phá thai. Con đến là con này cần đẻ thì nó đến. Còn con không cần đẻ là không đến. Tại vì nó quá giải cái nghiệp phá thai. Nên từ nơi đó mà mình niệm Phật ăn chay nó lợi ích cực kỳ lớn luôn. Gia đình của mình mà ăn chay hết, không sát sanh là gia đình mình không có quán quỷ hội tụ. Còn gia đình mình sát sanh con vật sống trong nhà là quán quỷ hội tụ trong nhà mình lộn xộn lu bu. Khi phước nó giảm và nó làm cho gia đình lu bu lộn xộn lên. Nên người ung thư nên phát tâm ăn chay trường niệm Phật. Giữ tâm thiện vui vẻ, đừng có bận tâm cái chuyện mình chết rồi vợ mình sao. Có nhiều ông, có ông đó nghe ông nói: con hồi đó con mà không nghe pháp thầy chắc chết. Thôi sao rồi? Khi con ung thư, mỗi lần vợ con nó đi làm về, con nhìn vợ con nói: hỏi sao kỳ, sao không nói đi. Con nghĩ rằng mai mốt con chết đi, vợ con nghĩ nó đến cái chuyện mà nó nằm vào vòng tay thằng khác con tức lắm. Tức quá trời tức. Rồi con rồi của cải của con vào tay thằng khác con tức lắm thầy. Con nặng nề ghê lắm. Con càng ngày càng suy sụp tinh thần. Ghê chứ. Nhiều người bệnh đau là bị cái tâm trạng này dữ lắm nè. Lo khứ khơ không? Bây giờ những Đức khuyên tất cả những người bệnh đau, hãy lo cho bản thân mình bây giờ đi. Đừng nên lo những chuyện xa bờ nữa. Hãy dưỡng cái tâm mình cho nó đặc biệt đi. Niệm Phật ăn chay, dưỡng tâm cho vui vẻ, khỏe lại rồi tính sao. Còn nếu không khỏe thì về cực lạc. Có cái bà đó mới hỏi: dạ thưa thầy, con bệnh đau gì, nếu con niệm Phật mà con mà nếu nó không khỏe thì sao thầy? Như thế nó không khỏe thì nó chết chứ sao? Trời trời, con người mà ai mà không chết thì lúc nó chưa chết thôi chứ mai mốt nó cũng chết thôi. Tự nhiên mà hỏi không khỏe thì sao? Không khỏe thì chết. Bây giờ có nhiều người hỏi ngộ lắm: dạ thưa thầy, con niệm Phật gì, nếu như mà con không tiêu nghiệp thì sao? Những đứa nó không tiêu nghiệp thì thôi. Ở đây không có ghi giấy bảo đảm. Quý vị thấy mua đồ bây giờ nó bảo đảm, nó viết cái giấy mà gọi là để sau này hư đồ nó bảo hành, đúng là bảo hành. Nó tính thì ghê, khi đồ hư không có ngay cái bảo hành, toàn là hư mấy cái dụng cụ mà toàn là mình mua không. Mới mua về bảo hành làm gì? Ai mà đi mua đồ về mới mua về đi sửa, hiểu không? Đem cái giấy bảo hành ra quá trời luôn. Nó mua cái đồng hồ là bảo hành 5 năm, xài mới có 1 tháng gớt bể nát nhừ cái đồng hồ. Đem cái đồng hồ đi cho nó bảo hành, nó nói không, thầy coi kỹ cái đồng hồ, cái bảo hành nó không phải ngay cái chỗ này, cái đồng hồ này nó bị gớt nát, con có bảo hành người ta hứa. Nào, nó bảo hành những cái mà nó biết hết trơn, chứ nó đâu có bảo hành mấy cái hư. Còn mình lỡ mình sửa lấy tiền hết trơn. Nó thấy chưa? Nên tôi nói thật sự, cái bộ nguyện Di Đà,
Cái tem bảo hành đó là lòng tin. Cứ tin Phật đi, chứ nhiều cái giấy bảo hành cũng không chắc chắn. Tôi thấy 15 năm nay tôi niệm Phật, tôi đâu có cần giấy bảo hành đâu, mà tôi thấy càng niệm nó càng ngon lành. Nhìn đi, nó càng ngon không? Nó rõ ràng càng niệm Phật càng ngon mà. Nên quý vị đừng có nói cái chuyện mà lỡ niệm Phật không tiêu nghiệp thì sao, vì thiếu lòng tin. Nội nói cái câu này là tôi biết không tiêu nghiệp. Nghiệp là cái gì? Nghiệp là cái quay lại nhiều quận. Bỏ cái vật hiệu quay đi thì nó quên nghiệp, thì tiêu. Không chịu niệm Phật mà đòi tiêu nghiệp, thấy không? Đó, phải nghe cho rõ ràng nha, để mỗi người chúng ta niệm Phật nó thấy thích thú. Nhìn từ tôi này, niệm Phật là có lợi ích nè. Hư hỏng, nhậu nhẹt, sai quấy, nói dối, làm đủ chuyện bậy bạ. Chứ gì mà niệm Phật, bây giờ tôi còn nuôi con người mà, còn giảng pháp nó nghe ầm ầm. Vài bữa nè, lễ dưới Quan Âm coi ta tới nè, ta gặp ta vượt nè. Phan hâm dọ nó bao dây cho mà thấy. Từ nó đó, thật sự mà nói vì ngày Chủ Nhật thôi, từ bên chánh điện mà đi qua bên cái phòng có sát bên, mà từ bên đó đi về mà 40 phút chưa về tới phòng. Nó chặn từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn lại. Muốn xỉu luôn. Vì sao? Đói quá. Giờ đó đói quá, bây giờ nó chặn từng đoạn chụp hình, chụp mắt bị nổi một lẹo luôn. Hôm qua nó chụp quá trời chụp, đứng chụp cạch 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 chụp chút. Chiều lại mắt đau đau coi là nói một lẹo, nó thôi. Ok, hy sinh. Thế sao bây giờ? Mấy ngày nay đang gờ một lẹo kêu, tới gần lễ tới rồi con, lặn đi. Thấy không, mình sắp sửa lễ rồi. Nên những đức nói cái mặt lễ tới rồi đừng nói mụn nghe con. Ta về ta thấy coi được chút cũng mạnh dạn nói chuyện. Chứ ngay ngày lễ nổi mụn ngay đầu lông mũi. Chơi cái đầu lông mũi mụn là chịu thua luôn. Hồi kỳ đó có lần nổi có mụn ngay đầu lông mũi, cái bà đó mới gặp Phật tử đó công nhận nha. Nghe pháp thầy, thấy lông mũi thầy đâu có cao gì mấy, mà bữa đây thấy lông mũi cao ghê nha. Nhìn đến nói bà nói mụn đó cao đâu cao. Một mụn ngay đầu lông mũi nhọn ra, nó nói lông mũi mình cao. Từ đó đó ngộ ghê, thấy không? Cái cơ thể mình thương nó nghe lời mình đó quý vị. Phải nhớ nghe lời mình đó. Nên thôi kệ nó nổi kệ, sao người ta cũng thương. Đã thương rồi, nó thương người thì thương cả lối đi, mà ghét người ghét cả tôn ti họ hàng. Đã thương rồi sao nó cũng thương hết chứ. Mình bận đồ rách nó cũng thương, còn nó ghét rồi cứ bận đồ đẹp nó cũng ghét. Thấy không? Nên mình sống sao cho người ta thương mình, mà người ta thương bằng mình một cái tâm vui vẻ. Con người mình hoan hỷ vui vẻ là người ta thương à. Nên mong các cụ rằng ở đây được quý thầy, quý cô, quý chú lo nghe các cụ. Mình cứ hiền các cụ ơi. Hiền là ngon nhất các cụ. Đừng có hung dữ nghe các cụ. Đúng không? Chị em thương nhau cụ. Tương lai sanh cực lạc mà giữ chị cụ. Sống chung phòng 6-7 bà, có gì nhịn nhau mà gì cực lạc cụ ư? Hiểu chưa? Còn lên bàn ăn thì ngồi ăn, chứ đừng có đem đồ ăn về phòng nghe các cụ ư? Nhắc nghe lời đi, ngoan lắm, dễ thương. Tôi mua gói ôm rồi đó. Không cái gì, ví dụ như Đức cho cái gì đừng có chơi nghe cụ ư? Cho mà chê tội chết mồ luôn á trời. Tôi cũng mua, cố gắng tôi mua. Tôi mua mấy gói gom rồi. Mai người ta chở tới. Rồi mấy bà già thường trụ tặng cho mấy bà ăn cái với mấy ông cụ thường trụ. Cho mấy bà ổng ôm, mấy ông ngủ, mấy bà ngủ, mấy bà ôm. Nó. Không mà trong chùa cái vụ này cũng căng lắm nha các cụ. Già già chứ đừng có tỏ tình nhau nghe. Bên kia có ông già 85 tuổi tỏ tình với bà 92 tuổi chắc. Kinh thiệt chứ. Viết thơ cho nhau mà viết chữ hoàng quèo ngộ lắm. Xong gỡ thư cho nhau, người ta đưa thư cho Nhân Đức. Nhân Đức bắt hai người lại, Nhân Đức hỏi dám tỏ tình trong chùa. Hỏi ông nhiêu? 8 mấy. Bà nhiêu? 9 mấy. Thôi. Cái tuổi này mà còn tỏ tình mệt thế ghê thiệt.
nhìn gì đâu mà nó te tua tả tơi bèo nhèo gì đâu mà kỳ cục. Thôi vô mình, vô đây mình lo tu giảng sanh nghe các cụ ồ. Tiếc nói đừng có dài dài sầu sầu mà gặp nhau đá lòng nheo nghe cụ ồ. Nó nên tốt ai mà về thường chủ rồi thì gọt gọt cho nó gọn đi các cụ ồ. Gọn cho nó mát mẻ nghe. Chúng ta sanh đến cõi đời này, mỗi người mình tạp khí nặng, nhiều tính khí sai lầm, làm nhiều điều sai. Nên chư tổ sư nói rằng người làm sai nhiều, người làm thiện ít. Người xấu là gương mặt xấu nhiều, gương mặt đẹp ít. Nghĩa là tóm lại là ở cái cõi này của chúng ta, cái xấu hoàn toàn nhiều mà cái tốt thì nó ít. Nên gọi là nghiệp mình nặng. Nên nghiệp mình nặng nên mới nó chiêu cảm đến đây xấu. Chứ nếu như nghiệp mình mà nhẹ thì nó tốt rồi. Vậy thì bây giờ đã là nghiệp nặng quá, bây giờ chúng ta có thể tu pháp nào mà để giải nghiệp? Nghĩa là pháp nào mà để mình tu mà mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi chỗ mình đều có thể mà tu được. Cái nghiệp là cái mà nó quay lại nhiều quận. Nhưng cái nghiệp là một dòng quay, quay lại nhiều quận. Mà phương pháp tu nào mà để vào cái dòng quay đó, để nó thay cái nhớ nghiệp mà nó quay pháp, thì chỉ có niệm Phật là quay dễ nhất. Niệm Phật là quay dễ nhất. Thí dụ như giờ ai chửi mình thì mình đem mình để cái tiếng chửi đó vào tâm thì nó tạo thành cái nghiệp. Mà rồi mình nghĩ cái tiếng chửi đó nó làm mình đau lòng, đó là cái kiêu ngạo ngã mạn mình. Cái chửi để vào, rồi bắt đầu một tiếng chửi đó thôi, rồi nó quay lại, nó quay cái tiếng chửi lại. Mỗi lần nó quay lại một lần là mình bị tổn thương một lần. Nó quay là một lần là tổn thương một lần. Nó quay một lần là tổn thương một lần. Đúng không? Nhiều người chúng ta chưa tu mình nghĩ đây đi. Bây giờ thì để giải cái tiếng chửi này thì cái cách là đem câu Phật hiệu để vào, để nó quay câu Phật hiệu. Mà câu Phật hiệu này là cái giác ngộ, nên bỏ câu Phật hiệu vào nên nó giải cái tiếng chửi. Mà cái giải cái tiếng chửi gọi là giải nghiệp. Giải nghiệp. Mình hồi nãy là mình nhớ tiếng chửi thì là nghiệp. Mà bây giờ mình nhớ A Di Đà Phật thì nó giải cái tiếng chửi thì giải nghiệp. Nên phàm phu mình mà nhiều điều sai mà mình tu cái pháp niệm Phật này là cái pháp mà để mà giải nghiệp hay nhất. Nghĩa là thường nhớ Phật, niệm Phật là cách giải nghiệp hay nhất luôn. Với con người mình ý niệm mình là thường nghĩ sai. Ấn Độ nghe nói vừa buông câu Phật hiệu là ý niệm sai liền. Vừa buông câu Phật hiệu là ý niệm sai liền. Nên mình mới thường nhớ Phật. Mình nhớ Phật thì cái thời gian để mà mình nhớ những điều sai nó không còn nhớ được nhiều. Nên tại sao niệm Phật là vô lượng công đức phước báo? Là tại vì mình nhớ Phật nên cái ý niệm sai kia nó bị mất đi. Thì cái phước báo nó tăng lên là khi mình nhớ Phật thì cái ý niệm thiện mình phát ra. Mà ý niệm thiện mà phát ra bắt đầu là mình nghĩ thiện, mình muốn làm thiện thì phước báo nó tăng. Còn nếu như mình không niệm Phật để ý niệm nghĩ ác, nghĩ sai, mà cái ác sai này nó dẫn dắt mình để đi làm sai, làm ác, nên nó tội nặng. Nó tội nặng là do ý nghĩ mình nghĩ rồi mình đi làm, nên tội nó nặng. Còn giờ mình nghĩ Phật thì mình phải nghĩ thiện thôi. Nghĩ Phật thì mình phải làm thiện, mình phải làm tốt. Nên từ nơi cái nghĩ thiện đó nó có phước, rồi đi làm tốt nó càng tốt thêm. Nên nghĩ Phật thì nó hướng đến thiện thì nó phước báo vô lượng. Còn nghĩ ác thì đi làm ác thì tội lỗi vô lượng. Rõ ràng, dễ hiểu nhất luôn. Nên tại sao mà một câu Phật hiệu này mà niệm mà ví dụ như mấy đứa nít thì nó có phước báo lớn. Có khi những cái tội lỗi này kia đồ nặng nề
Nó có thể đến đây nó bất hiếu với cha mẹ nó. Đến đây nó bất hiếu với cha mẹ nó. Nhưng mà vì sao mình dạy nó nhiều phương pháp nó vẫn bất hiếu? Mình đem văn tự mình dạy nó vẫn bất hiếu à? Mà tại sao nó niệm Phật không? Mà tại sao mà nó hết bất hiếu? Lạ. Như bản thân những đức nó thật lòng à. Nếu như những đức mà không niệm Phật mà kêu những đức đi học văn tự để thiền á, những đức không thiền. Tại vì kêu những đức học văn tự những đức không có hiểu. Không có hiểu mà càng học ra thì những đức tăng cái phù phiếm, tăng thêm cái tâm kiêu ngạo. Mà tăng phù phiếm, tăng tâm kiêu ngạo thì tội lỗi nó nặng thêm. Thì tội lỗi nó nặng thêm thì sao mà thiện? Vậy đó mà những đức đi niệm Phật thì những đức cũng là người không siêng học. Nên những đức thích niệm Phật là vì niệm ít quá. Nên cái pháp môn niệm Phật này là dành cho những người làm biến. Nó tóm tắt là mình làm biến. Vì họ bình tĩnh suy nghĩ kỹ đi. Mà lại là đầy đủ thiện căn mới có khả năng làm biến mà tin Phật. Chứ không phải là nói đơn giản đâu. Còn nếu như mấy cái người mà nó không đủ thiện căn, nó không tin Phật đâu, thà đi học tùm lum tùm la không làm được. Nhưng mà những đức là cái dạng mà nếu cô kêu những đức mà ngồi thiền hay là mặc tông hay là phải học cái gì cái nhiều là những đức làm biến. Những đức không có làm được điều đó. Nhưng mà những đức thấy rằng mình là cái dạng làm biến, nên thôi mình niệm Phật đi. Niệm Phật nó dễ, nó khỏe, nó gọn. Nghĩ vậy đó. Khi mới vô chùa tu là những đức nghĩ vậy. Nên những đức nói bây giờ tu là niệm Phật là tôi làm được. Nên tôi làm được cái chuyện niệm Phật, nên vì tôi làm biến. Vậy đó mà niệm mười mấy năm nay, từ một con người làm biến, niệm giết rồi, sửa đổi lỗi lầm rồi, nó mở tâm lượng ra luôn. Bây giờ quý vị coi lo cho gần 2.000 người không phải mở tâm lượng hả? Hồi xưa mà chưa đi tu, cha mẹ ruột tôi còn chưa nuôi luôn. Tôi nuôi vợ. Bây giờ những người nào mà bây giờ mà bỏ cha mẹ mà nuôi vợ, chuyện này bình thường. Vì chúng ta đâu có học Phật pháp. Bây giờ cha mẹ mình rất là thương yêu mình, lo lắng cho mình, mến tay mến chân lo cho mình, như cái cô kêu bồng con trên tay đó, nuôi vậy đó, lo hết lòng hết dạ. Thì nhớ lại hồi ức lại năm xưa mình nhỏ, mình cũng nằm trong lòng mẹ như vậy đó, ngồi trong lòng mẹ như vậy đó, y gan. Nhưng mà thời gian nó đã đi qua rồi. Bây giờ ai cho mình cái ăn huệ ngon nhất là mình sẽ nhớ người đó thôi. Vợ mình nó cho mình ăn huệ, là nó cho mình hung, nó cho mình thương, nên mình sẽ thương nó. Còn mẹ mình thì không có cho mình được cái chỗ đó nữa. Nên từ nơi đó mình không có nhớ tới mẹ cha nữa đâu. Từ nơi đó mà con người khi chưa học Phật mà bất hiếu với cha mẹ là bình thường. Vì sao? Vì họ chưa có học Phật, họ chưa có hiểu cái nguyên lý, nên họ bất hiếu với cha mẹ họ. Họ chỉ nhìn được cái hiện tại thôi, chứ họ không có nghĩ xa vời. Nên á, dù họ có nuôi cha nuôi mẹ, nhưng họ không có phát tâm là một người con hiếu tận tâm như học Phật. Nên mình học Phật rồi, mình mới nhìn ra được con người phải thiện, con người phải tốt, con người phải làm cái gì ý nghĩa trong cuộc đời. Chứ bây giờ người ta chưa nghe Phật pháp gì, người ta chưa học Phật pháp, người ta chưa nghe nhân quả gì, thì người ta phải đi làm sai làm ác thôi. Nên từ nơi đó mà mình học Phật rồi mình mới thấy. Vậy mà những đức một câu Phật hiệu này, những đức niệm, niệm giết. Xong những đức nói, ủa mình là niệm Phật mà ta, mình là người niệm Phật mà. Thì bây giờ mình cũng phải phát tâm mình làm cái gì tốt tốt một chút chứ. Chứ không lẽ giờ mình đi làm xấu. Thôi mình niệm Phật mà mình muốn sanh cực lạc mà, thì mình phải làm tốt. Vậy mà mình niệm giết rồi tự nhiên mình làm tốt. Rồi làm tốt tự nhiên nó vui. Làm tốt thì nó vui. Mà vui thì thấy nó thích à, bắt đầu tiếp tục làm tốt. Mà càng làm tốt thì càng vui. Mà càng vui thì càng thích làm tốt. Làm giết rồi mới thấy. Thì ra là từ câu Phật hiệu này là thuốc để trị cái bệnh nghiệp của mình nè. Thuốc trị bệnh nghiệp nè. Nên bây giờ mình mới làm điều tốt. Cái nghiệp là mình đi chiêu cảm những cái điều mình đi làm sai. Bây giờ mà niệm Phật mà bây giờ nó đi làm tốt, có nghĩa là duyên thuốc câu A Di Đà Phật này lại trị được cái bệnh làm ác của mình. Rồi bây giờ mình đi làm tốt rồi, mà làm tốt mình mới thấy nó vui. Đi cho đồ người ta mới thấy vui. Nuôi người ta vui, người ta bất an mà làm cho người ta an tâm vui. Những điều này mình càng vui thì mình càng thích làm. Mà mình càng thích làm thì mình càng thích niệm Phật. Vì mình biết niệm Phật mình mới sanh cái tâm này. Nên từ đó những đức thấy rõ ràng câu Phật hiệu mà nó giải đi cái nghiệp ác, mà nó phát nghiệp thiện. Hay không? Cực kỳ hay luôn. Đó, cái dẫn dắt câu chuyện quý vị nghe rất rõ ràng mà dễ hiểu luôn đó. Là từ cái câu Phật hiệu, vì hỏi những đức, vì thầy niệm câu Phật hiệu thầy có hiểu gì không? Không. Không hiểu gì chứ. Không hiểu mà cũng niệm nữa.
Thì tôi tu, tôi thấy tôi niệm Phật được, rồi tôi niệm, tôi hiểu gì? Sao tôi biết được được câu Phật hiệu, sao mà tôi hiểu? Vậy ai nói hiểu câu Phật hiệu tột? Tột cùng hiểu câu Phật hiệu. Không có ai hiểu câu Phật hiệu tột cùng hết chứ. Chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng. Bạn đừng có nói hiểu tùy tiện. Bạn hãy nói những cái mà bạn có lợi ích cho người ta nghe đi. Chứ bạn đừng bao giờ nói rằng tôi hiểu tịnh độ gì nhiều quá. Mà bạn hãy nói những cái lợi ích cho người ta nghe là được rồi. Còn ai hỏi bạn niệm Phật bạn có hiểu không? Không. Nhưng mà thấy niệm Phật vui niệm à. Vậy ông muốn vui không? Muốn, muốn niệm Phật đi. Đơn giản thôi. Bây giờ tôi thấy tôi niệm Phật mười mấy năm, tôi lại phát tâm làm nhiều, nhiều việc. Mà tôi thấy tôi đâu có giỏi gì đâu mà niệm Phật, chứ giờ tôi làm được quá nhiều thứ luôn. Rồi chùa chiền đông đúc người mà vẫn coi được, rồi mấy anh em trong đây rõ ràng không? Rồi nhiều việc mấy anh em tự nhiên giỏi hết trơn. Ví dụ như bây giờ Nhân Tịnh hồi xưa có làm cái gì đặc, ấy đặc biệt đâu. Mà giờ vô chùa niệm Phật thương yêu người mà hàng này hàng kia làm đèn, làm này làm nọ, làm tá lả âm binh. Thấy chưa? Hồi xưa những đứa có người anh em huynh đệ, ông tên ông Linh ở trên chùa Quán Âm. Ông vô chùa ông không biết cái gì chứ quý vị. Những đứa giao ông cái dây trộn làm nước. Vậy đó mà ông thiết kế viết mà thành một bộ phận mà gọi là giống như là một kỹ sư vậy đó. Mà ông thiết kế thành một cái vàng lọc nước. Nước nôi đồ ông. Ông ngồi tại chỗ bấm là nó hoạt động luôn. Rồi sau này ông mua đồ gì ông gáp cửa mà kêu mình đi đến cho nó chạy. Xong cái mình đi qua xong nó khép. Mấy bà già khỏi cần mở, đến là nó chạy ra. Rồi mấy bà già vừa qua nó khép lại. Ông thiết kế, ông làm đủ thứ. Viết giống như ông là kỹ sư vậy. Mà không khi vô chùa không biết một cái gì, chỉ có niệm Phật. Lạ như vậy. Không hiểu nổi. Mà không hiểu nổi mà thấy lợi ích. Lợi ích thì niệm Phật. Vậy thôi. Thấy chưa? Nên có những người gặp những đức hỏi, dạ thưa thầy, thầy giải thích giùm cho con nghe rõ ràng về câu Phật hiệu đi, con mới niệm. Những đức nói, vì giải thích không được có niệm không? Không. Không thì thôi về đi. Đơn giản phải re. Giải thích gì? Chính bản thân tôi là một cái bằng chứng sống động nhất luôn rồi còn cái gì nữa. Nhìn thấy người ta làm gì, chỉ cần làm được 5 phần như người ta, 4 phần như người ta cũng là thấy có kết quả quá rồi. Vậy thì từ niệm Phật mà lợi ích rồi, kêu tôi giải thích để mới niệm Phật. Tôi nói vậy là không giải thích làm sao? Vậy con không niệm. Không niệm thì thôi. Có gì đâu. Chuyện đó gì của tôi niệm. Còn chuyện mấy người có niệm không niệm, chuyện của mấy người chứ. Đâu có gì đâu bắt tôi giải thích. Phải re. Nên mấy anh em ở trong chùa có người ta kêu mình giải thích này kia, tôi không có giải thích. Không có biết. Không biết gì, tự nhiên không biết. Thì không biết nó không biết. Không biết là tu làm gì. Vậy mà tôi vui được rồi. Niệm Phật là vui thôi. Kêu tôi giải thích nó không biết. Vậy không biết tôi không niệm. Không niệm thì thôi. Nhà ông ở, nhà tôi ở. Cơm ông ăn, cơm tôi ăn. Tình nghĩa đâu ta chỉ thấy thôi. Có gì đâu nặng nề. Thấy chưa, phải re. Cặn gì nói dòng do tâm quắc chỉ mất công. Cái những người mà hỏi gì này nó không biết à. Nhưng mà ngồi nói chuyện những đứa tự nhiên chút những đứa nói ra trơn. Nhưng mà hỏi kiểu đó là những đứa nó không biết rồi sao. Không biết thì không niệm Phật, không niệm Phật thì thôi. Có gì đâu. Vì có duyên thì bị niệm, còn vì không có duyên thì thôi chứ. Có duyên thì tự nó niệm, còn không có duyên có ép nó cũng không niệm. Nên thôi mình cũng ngồi mình niệm câu A với Đạo Phật cho nó nghe. Đi về đi bạn. Là xong chuyện. Phải re thấy chưa. Nên không cần thiết chúng ta phải nặng nề làm gì. Chứ cái hành động mình tu, người ta nhìn mình ta cũng muốn tu. Ta thấy mình ta thích, nó muốn tu. Còn bây giờ mình nói cho cố đi chăng nữa mà mình nặng nề, tối ngày mình nặng nề, mặt mình nhăn nhăn như con khỉ ăn ớt. Ai niệm Phật? Bây giờ quý vị niệm Phật, quý vị chỉ cần khỏi cần nói dòng do gì. Người thân vô chùa gặp mình thấy mình dễ tính nè. Hồi xưa mình ở nhà thì mình làm cha làm mẹ anh ta, cái gì mình cũng cằn nhằn cử nhữ, cái này cái kia mình khó khăn, chẳng ai phải cũ. Bây giờ vô chùa mình tu rồi mình dễ tính. Ngày xưa con cái đến mà nó không cho tiền, nó cằn nhằn đấy. Tụi bay lâu lâu gặp tao làm mà không hề cho tiền tao. Dùng cái thứ tụi bay là cái thứ bất hiếu. Tao biết gì, ngày xưa tao đẻ trứng gà tao luộc ăn còn ngon. Hiểu không? Mình nói này nói kia mình cằn nhằn nó nghe nó dứt xương. Nó đã làm mệt, nó cực khổ rồi, giờ nó còn gặp mình còn cằn nhằn cứ nhữ, nó ghét, nó nghĩ thăm. Bây giờ vô chùa nó thăm mình, nó thấy mình mẹ giờ bao nhiêu dễ ghê. Quá trời dễ, nó cười hoài, cho tiền tao mày bỏ tụi tao bảo đi. Tao giờ tao không có lấy tiền, tao đâu có xài tiền, tao đâu có lấy.
thôi tụi bay để đi xe về đi, tao không có xài tiền. Mình nói vậy đó mà hay lắm á. Một là tụi bay đi bỏ thùng tam bảo, hai là tụi bay để dành xài đi. Nó đại tiếng vậy đi, để cho mình độ nó chứ không có gì chứ nghe. Chứ đừng có đặng vấn đề quá, nè 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 mày bỏ thùng tam bảo đi để có phước, mày bỏ thùng tam bảo đi để có phước. Nó là mục tiêu nó cho mình, nó chưa có phát tâm bỏ thùng tam bảo. Mình nhìn con mình nên biết cái điều này, mình đừng có bắt nó bỏ thùng tam bảo. Mà muốn độ nó thì mình kêu thôi mày để dành xài đi, tao không có xài tiền thầy lo tao hết trơn à. Ở đây vui lắm, đâu có gì đâu. Thầy cái thèm cái gì thầy mua cho ăn, lâu lâu thầy còn đổ bánh xèo. Thấy chưa? Đơn giản vậy thôi. Nó bắt đầu là con cái nó vô nó gặp mình là nó cứ là lâu lâu nó vô thăm hoài. Vì sao? Gặp mẹ an tâm quá, gặp mẹ vui quá, mẹ không có khó khăn, mẹ không có nói cái gì chứ. Rồi mẹ không có hỏi han chuyện này chuyện nọ, còn mình muốn tâm sự gì mình nói. Mình nói rồi thôi mẹ cũng nói câu đơn giản. Thôi mẹ bây giờ mẹ không có nặng nề mấy cái chuyện đó nữa con ơi. Mẹ thấy rằng cả đời mẹ cũng khổ quá, nên bây giờ mẹ cảm thấy mẹ vui, mẹ thoải mái lắm. Thôi bây giờ con những chuyện gì ngoài đời thì thôi con tự xử lý đi. Chứ con có nói với mẹ, mẹ cũng đâu xử lý được gì đâu con. Nên bây giờ mẹ lo mẹ niệm Phật, còn nếu con nghe lời mẹ thì con cứ cố gắng niệm Phật. Lúc nào mà con thấy bất an nặng nề nhất, khổ vì chồng, khổ vì vợ gì đó, khổ vì con gì đó, hay nghèo gì, bị giật nợ gì đó, thì thôi thì con niệm Phật hoặc là con nghe Pháp của thầy á. Còn bây giờ trước nhất á, là mẹ là thấy thoải mái cái tâm rồi. Cái này là cái chuyện mà con khỏi cần phải lo tới rồi đó. Nên đó mẹ chỉ biết vậy thôi. Còn cái chuyện mà con ngoài đời thì lâu lâu vô thăm mẹ thì vô, vô thăm cha thì vô. Nhưng mà cái chuyện của con gia đình thì mẹ không có xử lý được. Thôi con thông cảm cho mẹ nghe. A Di Đà Phật. Phải re không? À, con mà nó nhìn từ cái tâm tự tại của mình ngay vì mà tự nhiên gì nó ấn tượng luôn, gì nó nhớ hoài, nó nói rằng chắc mình mai mốt lớn lớn tuổi chút mình cũng phải vô chùa tu. Hoặc về mà con cái nói gì không nghe, nói nghe mẹ nói mà không nghe, nghe mẹ vô chùa tu với bà ngoại á, nghe nó có cái tâm trạng liền như vậy đó. Hoặc là chồng mà la ông nói tôi hoài đi, tôi vô chùa tôi tu với mẹ tôi đó, tại vì nó thấy nó vui nó mới nói câu này. Còn nó vô mà nó gặp mình cái mặt nhăn nhăn như con khỉ ăn ớt, nặng nề, khó khăn, học được chút văn tự thì bắt bẻ đủ chuyện. Nó, rồi bắt đầu nó nói thôi, nó không có nói câu đó đâu. Mình khó vậy ai mà vô đây? Nó khó vậy ai vô đây? Thí dụ như giờ mình sắp xếp chánh điện. Tự nhiên có những người ta làm công ty xí nghiệp gì, người ta bận đồng phục, bận riết, bận đầm gì đó. Người ta đi vô chùa, người ta đặt cái mông người ta ngồi xuống. Mình cứ để người ta ngồi xuống, người ta niệm Phật đi. Hiểu không? Người ta vừa ngồi xuống mà nói, ôi không được, bặn kiểu này trước Phật tội chết. Sao cái gì cũng tội chứ nghe. Có bặn còn hơn không có bặn. Hiểu không? Nó chịu vô chùa, nó ngồi là cũng may mắn lắm rồi. Cho nó cơ hội ngồi chút đi. Cái tâm mình chưa có rộng như Phật nên mình nhiều cái mình khó khăn quá. Người ta công ty xí nghiệp ta bận đồ gì, người ta đi làm thì sẵn người ta ghé ngang chùa, thấy chùa đang ngồi niệm Phật, người ta vô người ta ngồi người ta niệm Phật. Hoặc nghe thầy giảng thì người ta vô người ta ngồi người ta nghe. Hiểu không? Từ khi là tự nhiên bà bận cái đầm ngắn ngủn, bà lại đây bà ngồi trước mặt những đức thì nó thôi cô thông cảm giùm, cô lại đây cô ngồi tránh bên để thầy không nhìn, không có giảng pháp. Nói câu vậy nó cũng ăn tình đó quý vị. Có gì đâu khó, mà đúng tình đúng lý. Tại vì cô ngồi ngay trước mặt thầy, thầy nhìn ngay mặt tiền khó giảng pháp. Thôi cô ngồi qua bên đi để thầy không có nhìn. Đúng không? Mình không phải không cho. Chứ không phải mình đi nói cái lý luận rằng là bạn đầm, bạn củng, bạn riếp. Cái người ta vô trong chùa người ta ngồi niệm Phật, mình không cho người ta ngồi, mình kêu người ta ra ngoài đi. Cái đó là tầm bậy. Người ta có cơ hội người ta vô chánh điện được lần, cho người ta cơ hội đó đi. Rồi cơ hội người ta lỡ nhiều lần, biết đâu người ta nghe ông thầy ông giảng. Giảng thì lúc đó người ta hiểu rồi, lúc đó người ta sẽ mua bộ đồ lam người ta bạn. Từ cái đầm thiếu giải mà từ từ người ta có giải. Là người ta vô chùa từ từ nó có phước, nó mới có giải. Còn ngoài ở ngoài đời thì phước ít nên giải ít. Nên quý vị thấy là quý thầy quý sư cô được không? Phước lớn. Bạn có khi một cái áo thun ở trong, quý thầy một cái áo thun, cái quần ở trong, rồi thêm bộ đồ ở ngoài, thêm cái y, mà còn thêm cái hậu. Thầy dư giải quá trời, không giàu dư giải. Nên Đức Phật mà chế ra cái vụ này là do gì? Đức Phật muốn nói là ta là người đầy đủ. Nên người sau này là Đức Phật nhìn biết cái người sau này người ta khó khăn quá, nên giải sồ người ta nó ít.
Khi mà ta vô á, chùa mà ta tu mà ta bận đầm bận riếp rồi ta vô ta ngồi niệm Phật đó, thì trong bụng mình nói tội nghiệp quá trời tội nghiệp, làm ăn cực khổ mà giết giải rồi không có bận có chút xíu xíu thấy chưa, mình tội nghiệp người ta, mình sắp chỗ nào mát mát cho ta ngồi, hiểu không, có quạt gió được quạt đó à, mình cái tâm mình vậy nó mới lớn nghe chưa, chứ đừng có đuổi người ta ra ngoài nghe, để cho người ta thấy mình dễ thương, người ta đi đến chùa, người ta đến nhiều lần người ta nghe thầy giảng, lúc đó người ta tự lương tâm người ta hiểu à, ta hiểu người ta đi đến chùa người ta phải làm sao. Còn bây giờ người ta chưa có hiểu, đừng có trách người ta, mình trách người ta là mình sai, tại vì người ta chưa hiểu, còn mình là hiểu rồi, hiểu thì phải thông cảm, còn người ta không hiểu tập cho người ta hiểu. Phật pháp là một nền giáo dục mà, mình cho người ta cơ hội từ từ rồi người ta biết rồi người ta mới tiếp nhận Phật pháp. Học Phật không có khó, cái khó là chính bạn á, cái gì cũng không được hết chứ. Những đức thấy Phật pháp học sao cái gì cũng được, không niệm Phật cũng được, không niệm Phật có gì đâu không được, không niệm Phật thì thôi gì đâu mà không được, đúng không? Nó không niệm Phật nó đi về nhà thôi, gì đâu. Về chùa người ta niệm Phật mà nó không niệm Phật thì được, được cái gì, về nhà không niệm Phật mà chứ sao bây giờ vậy coi nó, nó thấy không? Nên mình thấy cái gì nó cũng thấy được hết chứ. Tùy quý vị à, nhận thức đi, thấy nó lợi ích thì mình cố gắng mình làm, còn nếu mình thấy mình làm không có lợi ích gì làm chi. Như như bản thân những đức giờ kêu những đức bỏ niệm Phật, sao những đức bỏ? Lợi ích thì sao mà bỏ? Ờ ngu gì bỏ trời, niệm Phật mà người ta cuộc sống đầy đủ vui vẻ, ta còn làm được nhiều việc mà được nhiều người thương yêu, ngu gì bỏ niệm Phật trời. Hồi xưa có ai thương tôi đâu, bây giờ tao thương quá trời thương luôn. Nghe không? Niệm Phật chứ mà thơ từ gỡ tùm lum trà lá gì tùm lum gỡ chứ. Hồi xưa có ai gỡ đâu, hồi xưa gỡ thơ người ta mà ta còn không đáp lại, giờ không gỡ mà ta gỡ hoài, nghĩ là thấy niệm Phật là ít rồi. Cái tim cái niệm Phật mình thấy nít nó cũng thương mình, thấy chưa? Thì thấy được rồi, mình niệm Phật thấy mọi loài người ai người ta cũng thương mình nó, rồi con chim con cá nó cũng thương mình, nghĩ là được rồi. Vậy là tôi phải niệm Phật vì được nhiều người thương yêu, mình cảm thấy ấm áp nhờ niệm Phật mà được gì. Hồi đó chưa niệm Phật người ta gặp mình ta chạy mắt dép sợ lắm, vì mình nhậu vô mình cầm cây mình vượt ta sợ ta chạy. Bây giờ mình niệm Phật nhiều người thương mình biết đó là niệm Phật, nhờ niệm Phật mà mình được lợi ích. Nên cái công đức niệm Phật lớn dữ lắm. Nên các cháu nhỏ con trai á, tập niệm Phật có nghĩa là các con cứ niệm Phật là các con hiếu à, niệm Phật với các con hiếu với cha mẹ các con à. Tại vì sao? Vì giờ cha mẹ mình sinh mình phải hiếu với cha mẹ mình, để làm chi vậy? Để con mình tương lai nó hiếu với mình. Nên bây giờ mỗi người chúng ta ai mà không muốn con mình hiếu với mình, thì muốn con mình hiếu với mình thì mình hiếu với cha mẹ mình, thấy không? Rồi bây giờ mình nếu có duyên đi tu thì bây giờ mình đem cái thân cha mẹ cho mình làm việc ý nghĩa trong cuộc đời. Mình còn trẻ mà. Thôi chúc đại chúng an lạc nghe, với Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này về không tất cả cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.